Thiên Tông 15 xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Như ta đã biết rằng và vào ngày 4 tây tháng 8 năm 2018 vừa rồi thì tổng thống mới của Venezuela là Nicolas Maduro đã có bị ám sát. Đất nước Venezuela là một cái người mà giống như là một chàng thanh niên được sanh ra trong một gia đình giàu có. Đó là dầu hỏa. Họ chỉ có một cái công việc duy nhất, đó là khui dầu lên và bán dầu để mà nuôi dân chúng. Thì tất cả những cái nền kinh tế ở trong Venezuela chỉ là có bán dầu mà không có một người làm ra bất cứ một cái sản phẩm gì. Thì năm 1998 là giá dầu bị sụp đổ dưới 10 đồng một thùng, làm cho Venezuela khốn đốn. Nhưng mà lúc đó thì ông Tổng thống Hugo Chavez lúc đó là một vị trung úy thôi, đã lên và hứa hẹn rất là nhiều trợ cấp xã hội, rồi lấy của người giàu chi cho người nghèo, rồi họ ông ta hứa hẹn đưa đất nước lên là một cường quốc, rồi nói chung là hứa rất là nhiều, đã chiến thắng trong một cái gọi là bầu cử tự do vào năm 1998. Thì có ông ta đã lên và làm được điều đó. Lúc đó là giá dầu đã lên, đã tăng lên rất là nhiều, cho nên ông ta rất là may mắn lúc đó là thực hiện những cái điều mà ông ta đã hứa khi mà ông ta ra tranh cử. Thì những cái người mà những đứa con nhà nhà giàu á, thì nói người ta nói rất là dễ bị dụ. Nhờ khi mà gặp khó khăn một tí thì có nhiều người hứa hẹn này nọ, thì ông ta đã hứa và đã làm được chuyện đó. Và tới 2002 cho tới 2008 thì giá dầu đã lên tới 150 đồng một thùng. Đó là cái thời vàng son của ông Hugo Chavez. Và tới là Venezuela là được 60 tỷ đô la từ dầu hỏa. Ông Chavez 2010 thì đã tuyên bố là chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Khi đó là trong ngân khố của ông Chavez của Venezuela, đất nước Venezuela đã có thặng dư rất là nhiều tiền, cho nên ông ta đã làm một cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ và tịch thu quốc hữu hóa tất cả những tài sản của người Mỹ đầu tư vô trong đất nước Venezuela và đã tuyên bố là chiến tranh thương mại. Tới ngày nay, Venezuela đã không còn may mắn nữa, bởi vì Hoa Kỳ đã chế ra được một cái nghĩ ra được một cái cách mà khai thác dầu hỏa hiện đại hơn. Tức là một cái nơi có dầu, khi chúng ta khoan xuống lại khoảng mất 1 triệu đô. Thì cái khoản cái 1 triệu đô đó, nếu chúng ta khui vào một cái lỗ cách xa khoảng cái giếng dầu khoảng chừng 1 mét là chúng ta không thể nào là hút cái dầu đó lên được. Và chúng ta và bây giờ người Mỹ đã chế ra được một cái cách mà khui dầu khi mà đâm xuống thì sẽ đi theo cái chiều ngang. Cho nên họ có thể khui dầu từ một cái miếng đất mà ngày xưa họ phải khui tới mấy ngàn lưỡi khoan thì mới kiếm ra. Bây giờ họ lại dùng những cái giếng dầu cũ mà khoan xuống rồi đi ngang để kiếm cái giếng dầu đó trong phiến đá. Thì cái áp dụng vô trong cái kỹ thuật đó thì người Mỹ chỉ dùng công là có khoảng chừng 10 đồng hơn một thùng thôi. Mà bây giờ cái kỹ thuật cũ là phải trên 30 đô một thùng. Venezuela đã bị khốn đốn trong lúc mà giá dầu thô xuống một cách khủng khiếp đến như vậy. Venezuela phải băng qua đại dương mà bán cho Trung Cộng. Lúc đó ông ta có gọi là thân thiện với lại chủ nghĩa xã hội, cho nên phải đi băng qua đại dương
khoảng chừng một tháng rưỡi mới tới, mà mỗi ngày thì phải tốn 30.000 tiền xăng dầu để đưa cái xăng thô, dầu thô đó đi qua bên Trung Cộng, mà Trung Cộng rất là cần và đã dâng ra một cái bẫy gọi là bẫy nợ tiền tệ. Ông Hugo Chavez này, ổng cũng đã rớt vô cái bẫy tiền tệ đó. Thì khi đó người Trung Quốc đề nghị là 1 triệu thùng một ngày. Khi giá dầu thô đã xuống quá rồi thì họ không có bằng lòng, đã gửi cho China chỉ có 400.000 thùng một ngày thôi. Rồi bây giờ ông Hugo Chavez đó ổng chết thì ông Nicolas Maduro đã thay thế. Maduro là cũng là một người theo cái tinh thần của người vị tổng thống cũ, có nghĩa là chống Mỹ. Khi mà ông ta lên đã thụ hưởng một cái nền kinh tế đi xuống hố rồi, và bây giờ khi mà không còn tiền nữa thì không còn có thể mua bất cứ một cái sản phẩm nào dành cho dân sinh, không còn có thể mua thức ăn được, bởi vì họ không có hề có một cái kỹ thuật nào đó về công nghiệp hay là nông nghiệp gì hết, chỉ là khui dầu lên bán. Và bây giờ họ đã gặp khó khăn khi mà giá dầu thô thụt xuống như vậy. Bây giờ là giá dầu thô khoảng chừng 60 đồng một thùng, 60 đồng một thùng. Tiền của Venezuela là gần 83.000 lần. Tức là một món hàng mà với giá 1 đồng thì bây giờ là gần 83.000. Bây giờ dân Venezuela sụt giảm trung bình mỗi người 11 kg, và họ không còn một cách nào để mà kiếm ăn, thậm chí có những người lục thùng rác để kiếm vỏ trái cây để mà ăn cho nó đỡ đói. Trung Cộng không có một giọt dầu hỏa nào trong cái đất nước của Trung Cộng. Người Trung Hoa chỉ mua lại những cái giọt dầu của Trung Đông, nhất là Iran và của Venezuela. Bây giờ Venezuela với một cái giá thấp như vậy thì họ lấy lên cũng lỗ, cho nên đa số các mỏ dầu đã bị niêm phong và không còn khai thác nữa. Đó là lý do tại sao người Trung Hoa không muốn bỏ Việt Nam, bởi vì ở ngoài khơi của Việt Nam có rất là nhiều dầu hỏa và khí đốt. Bây giờ những người ở Venezuela có những cái mà gọi là những phải đi vượt biên qua Colombia để mà ăn xin, để mà kiếm một cái công việc gì đó để nuôi cả gia đình. Thì đó là cái tình hình kinh tế của Venezuela, bởi vì đó có chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ mà ra nông nổi như thế đó. Gọi là ông Hugo Chavez á, ổng bị rớt vô cái bẫy tiền tệ của Trung Cộng. Ông Hugo Chavez đã không còn cách gì là phải đi đi đêm với lại Trung Cộng thôi. Thì đó là những cái tình hình tại sao người Venezuela đã phải khốn khổ như thế này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.